Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. TMN Insurance, TMN bảo hiểm xe và nhà. Hãng bảo hiểm tốt, giá cả hợp lý, đền bù thỏa đáng. Và Presto Tea. Presto Tea now open for franchise application in the US. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diệp. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Tôi kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay thứ Năm ngày 16 tháng 9 năm 2021. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay. Bắt đầu với tin là Pháp cáo buộc Tổng thống Biden đánh chìm thỏa thuận tàu ngầm nguyên tử khi mà liên kết với Úc. Trung Quốc tìm cách gia nhập Hiệp ước Thương mại Thái Bình Dương sau khi Hoa Kỳ lập liên minh. Trung Quốc gia hạn miễn trừ thuế quan đối với 81 sản phẩm từ Hoa Kỳ. Luật sư Alex Murdoch đầu thú sau khi dàn cảnh giết vợ con chiếm đoạt tiền bảo hiểm. California sẽ cân nhắc các quy định chặt chẽ hơn cho việc bầu cử bãi nhiệm trong tương lai. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF sẽ được tổ chức tại Davos vào tháng Giêng năm 2022. Cảnh sát yêu cầu công chúng giúp đỡ tìm kiếm Gabby Petito, 22 tuổi, mất tích. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày hôm nay 16 tháng 9. Doanh số bán lẻ tăng bất ngờ khi người tiêu dùng Hoa Kỳ bất chấp các lo ngại về COVID-19. Đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Và ngay bây giờ, Thay Lê Diệp sẽ mở đầu. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thì Ngoại trưởng của Pháp đã cáo buộc là Tổng thống Biden hành xử như là người tiền nhiệm của ông trước đây, sau khi mà Tổng thống Biden trong ngày hôm qua đã cùng với lại Anh và Pháp tuyên bố thỏa thuận AUKUS để mà chia sẻ những công nghệ tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử với Úc. Việc này nó đã khiến cho Pháp rất là giận dữ và cho rằng là hành động của Hoa Kỳ chẳng khác gì là bị đồng minh đâm sau lưng. Chúng tôi xin trở lại quá khứ một chút xíu, thưa quý vị. Trước khi mà cái cuộc thỏa thuận AUKUS này được tuyên bố vào ngày hôm qua giữa ba nước mà chúng tôi vừa nói đó, thì Úc đã ký một hợp đồng có trị giá lên đến nhiều tỷ Mỹ Kim với Pháp để mà mua những loại tàu ngầm do Pháp sản xuất chạy bằng năng lượng của dầu diesel, nó là một dạng dầu thô, xăng bình thường thôi. Nhưng với cái thỏa thuận mới mà được tuyên bố trong ngày hôm qua, có nghĩa rằng là sau này hợp đồng mà Pháp, mà Úc đã ký với Pháp đó sẽ không còn cái hiệu lực nữa, tại vì nếu mà Úc không có đặt hàng tiếp tục nữa thì những tàu ngầm của Pháp sau này ai sẽ mua những chiếc tàu ngầm đó. Cho nên trong ngày hôm nay Pháp gọi hành động của Mỹ là một hành động đâm sau lưng chiến sĩ. Trong khi đó, cũng liên quan đến hiệp ước giữa Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Australia, thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì phía chính quyền Trung Quốc đã chính thức để ghi danh tham gia vào hiệp ước thương mại 11 quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Tiền thân của nó trước đây là chương trình TPP dưới đời được phát triển dưới đời của cựu tổng thống Barack Obama. Và khi được tin rằng Hoa Kỳ cũng như là Vương quốc Anh và Australia vừa ký kết một hiệp lượng ba bên, thì Trung Quốc lập tức ngay là đã tuyên bố rằng mình đã đệ đơn để gia nhập vào khối CPTPP, được viết của chữ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, đến cho tổ chức này được hiện nay đang được New Zealand tạm làm chủ tịch. Wendy Cutler là Phó Chủ tịch Viện Chính sách Xã hội Châu Á, một chuyên gia tư vấn và từng là chuyên gia thương mại cao cấp của Hoa Kỳ cho biết. Điều này nhấn mạnh rằng cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tích cực thu hút các đối tác và tìm kiếm các liên minh để tham gia hoặc thành lập để thúc đẩy lợi ích của họ. Đó là những cái lời nhận định của ông Wendy Cutler. Trong khi mối căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục gia tăng trong những ngày vừa qua trên nhiều mặt, thì cả Tổng thống Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đều tăng cường cuộc chiến để giành vị trí lãnh đạo toàn cầu. Với việc nộp đơn xin gia nhập vào tổ chức CPTPP, thì ông Tập Cận Bình đang nắm bắt tình huống trớ trêu là tìm cách gia nhập vào một hiệp ước với các tiêu chuẩn do các nhà đàm phán Mỹ đã đặt ra, nhưng đã bị Tổng thống Donald Trump từ chối vào dưới thời nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump. Năm 2017, thì cựu Tổng thống đã rút Mỹ ra khỏi phiên bản ban đầu của thỏa thuận này, lúc đó có tên là TPP, và phàn nàn đây là một công cụ giết người.
Lúc đó thì ông Joe Biden nói rằng nó cần được đàm phán trở lại trước khi ông ấy xem xét để đưa Hoa Kỳ gia tái gia nhập vào tổ chức này. Sau khi Hoa Kỳ rút ra thì tổ chức này đã đổi tên thành CPTPP. Trong nội bộ của Trung Quốc thì một số các nhà phân tích đã mô tả mong muốn rằng tổ chức này của Bắc Kinh là cam kết tiếp tục của các lãnh đạo trong việc tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế, mặc dù chính sách và các hành động quy định gần đây của chính phủ Trung Quốc đã đi ngược lại với hầu hết các điều khoản dựa trên thị trường trong hiệp ước. Cũng liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, Trung Quốc gia hạn miễn trừ thuế quan đối với 81 sản phẩm từ Hoa Kỳ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết là Trung Quốc sẽ gia hạn miễn thuế đối với 81 sản phẩm nhập cảng từ Hoa Kỳ trong vòng 7 tháng. Trung Quốc thường xuyên thực hiện những việc gia hạn như vậy trong một phần của thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các mặt hàng đã được miễn thuế trả đũa do Trung Quốc áp đặt lên hàng hóa Mỹ như là một biện pháp đối phó với hành động mục 301 của Hoa Kỳ. Việc miễn trừ cho các mặt hàng bao gồm một số tôm và pin xe điện đã hết hạn vào ngày thứ Năm, nhưng hiện nay đã được gia hạn cho đến ngày 16 tháng 4 của năm 2022. Cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng đã bùng nổ trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đã chứng kiến các mức thuế đánh vào hàng hóa trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Một thỏa thuận thương mại tạm thời giai đoạn 1 được ký kết vào tháng Giêng năm 2020 đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường mua các mặt hàng xuất cảng của Hoa Kỳ thêm 200 tỷ Mỹ Kim trong vòng 2 năm. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối năm nay, nhưng Bắc Kinh vẫn còn rất xa so với mục tiêu, một phần là do đại dịch COVID-19. Và lần gia hạn cuối cùng được Trung Quốc cấp là tháng 5 năm nay, trong đó duy trì việc miễn thuế đối với các sản phẩm bao gồm quặng vàng và quặng kim loại đất hiếm. Thưa quý vị, một ngày sau khi cuộc bãi nhiệm ở tại California không thành công, thì hiện nay các nhà lập pháp trên tiểu bang California đang cứu xét việc là làm sao mà để thay đổi luật lệ cũng như là hiến pháp Cali để mà cái việc mà gọi là trút phế hay là bãi nhiệm một vị thống đốc tương lai sẽ khó khăn hơn để mà không có phung phí tiền của người đóng thuế. Vì họ lập luận rằng là cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa qua đã tốn tiền thuế lên đến 275 triệu Mỹ Kim cho một cuộc bãi nhiệm mà cái người đương kim thống đốc không có vi phạm luật pháp gì cả. Hiện nay, luật của California ấn định rằng chỉ cần phe muốn bãi nhiệm có một cuộc bầu cử bãi nhiệm nhắm vào thống đốc, phó thống đốc hay là bất cứ những viên chức tiểu bang nào, họ chỉ cần thu được 12% của tổng số những cử tri đã bỏ phiếu trong kỳ bầu cử vào 2 năm trước thôi. Thì trong cái năm nay, 12% của những cử tri đã đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử thống đốc của 2 năm trước đó đại diện cho khoảng 1.700.000 chữ ký. Cho nên rằng là hiện nay các nhà lập pháp ở tại tiểu bang Cali phần đông là đều là thành viên của đảng Dân Chủ. Họ muốn có những cuộc điều trần trong những tháng tới đây để xem xét rằng là làm sao mà có thể nâng đi hay là nâng lên cái mức chữ ký tối thiểu để mà muốn bãi nhiệm một thống đốc tương lai đó, có là phải cần nhiều hơn là 12%, hay là phải có những cái lý do rõ ràng là tại sao muốn bãi nhiệm một thống đốc, chứ không phải rằng là không thích ông này đi ăn ở một nhà hàng sang trọng rồi đi kiếm chữ ký rồi muốn bãi nhiệm một người đương kim thống đốc. Bản tin kế tiếp là một bản tin tương tự như một câu chuyện tiểu thuyết mà chúng ta đã đọc được đâu đó trong quá khứ, thưa quý vị. Ngày hôm qua thì luật sư Alex Murdoch là một luật sư nổi tiếng của tiểu bang South Carolina, người đã thú nhận là đã tự dàn dựng cái vụ giết chính mình để con trai của ông ấy có thể nhận được một khoản tiền bảo hiểm lên đến 10 triệu Mỹ Kim. Và ông ta đã tự nộp mình cho cảnh sát tại quận Hampton vào sáng ngày hôm nay thứ Năm. Ông ta đã bị giam giữ tại trung tâm giam giữ thuộc quận hạt Hampton. Theo bộ phận thực thi pháp luật của South Carolina thì trường hợp của ông ấy sẽ được truy tố bởi văn phòng tổng chưởng lý của tiểu bang. Đã có một phiên điều trần về các khoản phí được lên kế hoạch vào 4 giờ chiều ngày hôm nay thứ Năm. Ông Murdoch năm nay 53 tuổi, người đã khai là mình bị bắn vào đầu vào ngày 4 tháng 9. Thoạt đầu đã khai với cảnh sát rằng có một người nào đó đã bắn anh ta khi đang sửa một chiếc vỏ xe bị xẹp trên xe của mình ở một con đường nông thôn của quận Hampton. Và sau đó ông ta đã được đưa đến bệnh viện Savannah ở tiểu bang South Carolina để điều trị.
và sau đó đã nhập vào một cơ sở cai nghiện ma túy ngoài tiểu bang. Ngay sau khi ông Murdoch bị bắt thì công ty luật cũ của ông ấy, một công ty do ông cố của ông ấy thành lập, đã đưa ra một tuyên bố nói rằng công ty tập trung vào việc đại diện cho khách hàng của mình. Nên nhớ một điều là dòng họ Murdoch ở tại South Carolina đã có một công ty luật lớn. Công ty này đã từng được thành lập cách đây 140 năm và hiện nay vẫn còn đang hoạt động. Alex Murdoch không còn liên kết với công ty của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Tuyên bố của công ty này đã chính thức đưa ra. Vào ngày thứ ba thì những nhân chứng đã buộc tội một người đàn ông Waterboro đã hỗ trợ trong một âm mưu tự sát để giết Murdoch. Người đàn ông có tên là Curtis Edward Smith là khách hàng cũ của Murdoch sau một vụ kiện thương tích cá nhân diễn ra vào năm 2010. Ông này đã từng là thân chủ của ông Murdoch vào lúc đó. Và theo trác đòi thì ông Murdoch đã đưa cho Smith một khẩu súng và bảo ông anh này rằng hãy bắn vào đầu ông ta để Buster Murdoch là con trai của ông ấy có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm trị giá lên đến 10 triệu Mỹ Kim. Hiện nay thì các công tố viên vẫn còn đang làm việc và điều tra tất cả mọi chi tiết liên quan đến vụ việc này và chắc chắn nó sẽ là một cái tin tức còn kéo dài trong vài ngày sắp tới. Sau cuộc bản tin về kinh tế, thưa quý vị, Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF sẽ được tổ chức trong năm tới vào tháng Giêng tại Davos, Thụy Sĩ. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF sẽ diễn ra ở khu nghỉ mát trên núi Davos của Thụy Sĩ vào ngày 17 cho đến 21 tháng Giêng năm 2022 và sẽ là một cuộc họp trực diện của các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp, theo ban tổ chức cho biết hôm thứ Năm. Ban tổ chức của WEF cũng thêm trong một tuyên bố rằng cuộc họp sẽ tập trung vào việc thúc đẩy chủ nghĩa tư bản của các bên liên quan, khai thác các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và bảo đảm một tương lai công việc toàn diện hơn. Đại dịch COVID-19 đã buộc các nhà tổ chức hồi năm ngoái phải chuyển cuộc họp thường niên của WEF sang Singapore và rồi sau đó phải hủy bỏ cuộc họp hoàn toàn. Tình trạng đó đã đặt ra câu hỏi về việc liệu rằng sự kiện kinh tế nổi tiếng này có quay trở lại Thụy Sĩ hay không? Và ngày hôm nay, câu trả lời là sự kiện sẽ diễn ra tại Davos vào tháng Giêng năm tới. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp đến từ tiểu bang Florida. Hiện nay, các sở cảnh sát của tiểu bang Florida đang kêu gọi sự hợp tác của công chúng để mà giúp họ tìm ra hành tung của một người phụ nữ 22 tuổi, có tên là Gabby Petito, vừa mới báo cáo là mất tích vào ngày 11 tây tháng 9 vừa qua bởi gia đình của bà. Sự việc bắt đầu khi mà Gabby Petito cùng với lại người fiancé của bà đã đi một cái chuyện trong một cái chuyến du hành xuyên bang. Tuy nhiên khi mà hai người đi thì chỉ có một người quay về thôi. Và cái người quay về là ông Brian Laundrie, là fiancé của bà này. Khi mà về đó lại từ chối không muốn nói chuyện với các nhân viên công lực để mà chia sẻ rằng là tại sao mà khi mà hai người đi xuyên bang rồi mà về tới nhà thì lại chỉ còn có một người. Hiện nay cảnh sát nói rằng là cái ưu tiên hàng đầu của họ không phải là về vấn đề hình sự để mà bắt ông Brian Laundrie. Họ chỉ muốn làm sao mà tìm ra được bà này càng sớm càng tốt. Gia đình của Gabby Petito cũng kêu gọi là gia đình của ông Brian Laundrie hãy hợp tác với các nhân viên công lực để mà tìm ra con gái của họ. Tại vì đây là ưu tiên hàng đầu và duy nhất của họ hiện nay mà thôi. Họ không có nghĩ đến chuyện phải truy tố ông này. Lần cuối cùng mà cảnh sát biết được hành tung của Gabby Petito là ngày 24 tây tháng 8 khi mà camera an ninh quay lại cảnh bà đã check-in vô trong một khách sạn tại thành phố Salt Lake City trong tiểu bang Utah. Và sau đó thì bà cũng đã đến một công viên quốc gia ở tại Wyoming. Hiện nay cảnh sát đã tịch thu chiếc xe Ford năm 2012, chiếc xe mà cái cặp này đã sử dụng để mà lái xuyên bang và để điều tra coi có những nhân chứng, có những cái bằng chứng gì mà có thể giúp cho các nhân viên công lực tìm thấy hành tung của Gabby Petito. Vâng, thưa quý vị, và bản tin kế tiếp liên quan đến một số các chi tiết về tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra tại Việt Nam. Các con số sẽ xuất hiện trên màn hình cho chúng ta thấy là con số nhiễm bệnh của tại Việt Nam hiện nay đã lên đến 656.129 trường hợp, tức là 24 tiếng đồng hồ vừa qua đã gia tăng thêm 10.489 trường hợp. Hiện nay con số bệnh nhân đang được điều trị là 216.153 trường hợp, đã khỏi bệnh từ đầu mùa dịch đến nay là 423.551 trường hợp. Ngày hôm nay thì đã xuất viện thêm được 10.901 trường hợp. Các
các con số tử vong thì đã có 16.425 trường hợp tử vong từ đầu mùa đến nay. Và ngày hôm nay lại một ngày nữa chứng kiến con số tử vong đã có sút giảm so với các ngày trước đó, chỉ còn là 239 trường hợp tử vong trong ngày hôm nay. Con số này được tính từ 5 giờ chiều ngày 15 tháng 9 cho đến 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9 hôm nay, và nó được kết thúc vào lúc 8 giờ tối ngày 16 tháng 9 tại Việt Nam. Và các chi tiết đã được Thanh Niên Online đưa lên trên trang mạng của mình. Trong ngày hôm nay 16 tháng 9 thì người ta ghi nhận là lực lượng các shipper đã được trở lại để đi giao hàng, mua hàng hộ cho người dân. Và trong ngày đầu tiên thì công việc của những nhóm shipper này rất là tất bật theo những cái lời chia sẻ của Thanh Niên Online ở trên trang mạng. Để được hoạt động liên quận huyện đó thì các shipper này phải bảo đảm được các điều kiện an toàn phòng chống dịch, như là họ đã phải được tiêm ít nhất là một mũi vaccine COVID-19, có trang bị các dấu hiệu để nhận diện, và đồng thời họ được xét nghiệm COVID-19 là âm tính theo thời gian quy định. Trong đó thì các cái khoản chi phí về các cái trường hợp thử nghiệm nhanh về COVID-19 tiếp tục được chính quyền của Sài Gòn hỗ trợ. Trong ngày đầu tiên chạy liên quận trở lại thì đơn đặt hàng của các shipper đã gia tăng một cách mạnh mẽ. Trên đường phố thì lực lượng shipper cũng tất bật chạy đi chạy lại giữa các hàng quán để có thể giao hàng cho những người có nhu cầu cần thiết về các mặt hàng này. Shipper của nhiều ứng dụng gọi đồ ăn, giao hàng công nghệ như là Grab, Baemin, Shopee Food đã nhộn nhịp chia sẻ cách cập nhật thông tin của các tài xế cũng như là các địa chỉ cư trú, xác nhận việc chích ngừa gửi về hãng trước 5 giờ ngày 15 tháng 9 để sau đó sẵn sàng cho việc chạy liên quận vào ngày hôm sau. Nói chung là hiện nay lực lượng shipper đã đảm trách lại cái công việc đi mua hàng, giao hàng cho người dân trong Sài Gòn. Mấy ngày hôm nay thì chúng ta không thấy các báo chí trong nước chia sẻ về cái tình hình của quân đội để đi mua và giao hàng như một tuần lễ trước đây. Và bản tin sau cùng trong chương trình hôm nay liên quan đến nền kinh tế Mỹ, thưa quý vị, và doanh số bán lẻ đã tăng bất ngờ khi mà người tiêu dùng đã bất chấp lo ngại về Covid và vẫn tiếp tục mua sắm. Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng doanh số bán lẻ đã tăng bất ngờ trong tháng 8, mặc dù đã có lo ngại rằng các trường hợp bệnh Covid mới và vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ kìm hãm người tiêu dùng. Doanh số bán hàng tăng 0.7% trong tháng so với ước tính sẽ giảm là 0.8% của Dow Jones. Các kinh tế gia đã lo ngại người tiêu dùng sẽ cắt giảm hoạt động của họ khi mà biến thể Delta của Covid tiếp tục lây nhiễm, và việc vượt qua nút thắt trong chuỗi dây chuyền cung ứng dai dẳng của Hoa Kỳ cũng được cho là sẽ kìm hãm chi tiêu vì thiếu hụt hàng hóa. Tác động của đại dịch Covid đã được nhìn thấy ở doanh số bán hàng tại các quán bar và tại các nhà hàng, không thay đổi trong tháng mặc dù vẫn tăng 31.9% so với năm ngoái. Tuy vậy, doanh số bán hàng tăng mạnh đối với hầu hết các lĩnh vực trong tháng, khi hoạt động mua sắm mùa tựu trường nhìn chung dẫn đến hoạt động tăng giá, đặc biệt là trong năm nay khi các trường học chuẩn bị đón học sinh trở lại lớp sau một năm học trực tuyến từ nhà. Vì lo ngại về đại dịch Covid thì người mua sắm đã chuyển sang trực tuyến. Với doanh số bán hàng tại cửa hàng tăng 5.3%, đồ nội thất và đồ trang trí trong nhà cũng có mức tăng lành mạnh là 3.7%, trong khi doanh số bán hàng hóa tổng hợp tăng 3.5%. Các cửa hàng điện tử và gia dụng giảm 3.1%, trong khi cửa hàng đồ thể thao và âm nhạc thì giảm 2.7%. Nhìn chung, các con số phản ánh người tiêu dùng linh hoạt hơn, với doanh số bán hàng tăng 15.1% so với cùng thời kỳ năm trước. Mức tăng giá bán lẻ bất ngờ đã bị làm dịu đi một chút với một bản báo cáo đáng thất vọng về số đơn thất nghiệp. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, thì một báo cáo kinh tế riêng biệt cho thấy số đơn xin thất nghiệp hàng tuần đã tăng lên 332.000 trong tuần lễ kết thúc ngày 11 tháng 9. Trong khi đó thì ước tính của Dow Jones là vào khoảng 320.000. Còn trong một bản báo cáo kinh tế khác nữa thì Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho biết chỉ số hoạt động sản xuất của họ đã tăng 11 điểm lên 30.7 và cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ giữa các công ty báo cáo hoạt động mở rộng so với các công ty chứng kiến sự thu hẹp. Con số đã vượt xa ước tính của Dow Jones là 18.7, và đây là những tin tích cực cho nền kinh tế. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Vietvis Tonight ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Vietvis Tonight được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng. TMN Insurance, TMN bảo hiểm xe và nhà, hãng bảo hiểm tốt, giá cả hợp lý, đền bù thỏa đáng. Và Presto Tea, Presto Tea now open for franchise application in the US.
hiểm sức khỏe yêu đời, Astiva vừa khai trương một trung tâm sinh hoạt ngay tại Lido Sài Gòn. Với tâm nguyện chăm sóc thành viên như người thân, Astiva đem đến cho quý vị một trung tâm gần gũi cộng đồng người Việt để sinh hoạt và gặp gỡ hướng dẫn viên về bảo hiểm sức khỏe trong khung cảnh thú vị và thân mật. Địa chỉ 9551 Bosa Avenue Suite E, Westminster, Cali 92683, kế bên nhà hàng Thành Mỹ. Gọi số 1-866-610-0655 để biết thêm thông tin về chương trình sinh hoạt hấp dẫn tại trung tâm. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt. Công ty City Home chuyên mua bán nhà, chung cư, cơ sở thương mại và tài trợ địa ốc, được hỗ trợ bởi Direct Lender với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt, điều kiện dễ dàng, thủ tục nhanh chóng, đóng hồ sơ trong vòng 21 ngày hoặc sớm hơn. Có 10 điều tối quan trọng quý vị sẽ phải làm khi bán nhà. Điều thứ nhất, gọi cho City Home. Chuyên viên địa ốc của City Home sẽ thực hiện hoàn hảo 9 điều còn lại. Xin hãy gọi ngay cho City Home ở số 714-383-3217 hoặc 818-383-8569 để được trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc với broker Đồng Nguyễn về việc mượn tiền mua nhà hoặc refinance. City Home giúp mua bán và tài trợ địa ốc với nhiều chương trình mượn tiền đặc biệt. TMN Insurance, TMN bảo hiểm xe và nhà. Hãng bảo hiểm tốt, giá cả hợp lý, đền bù thỏa đáng. Xin gọi 714-741-2008, 714-741-2008. Presto Tea là thương hiệu toàn cầu với hơn 400 cửa hàng, là sản phẩm cao cấp với giá thành thấp vì chúng tôi là công ty sản xuất trà lớn nhất Đài Loan. Presto Tea có cách quản lý được hệ thống hóa và cung cấp hỗ trợ đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ giúp bạn một trải nghiệm huyền thoại bằng sự bắt đầu kinh doanh franchise location hôm nay với Presto Tea USA. Xin hãy liên lạc ngay 714-881-9938 hoặc 877-773-7639. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.